Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết các đơn vị sẽ chính thức vận hành tàu cao tốc từ nhà bè đi Côn Đảo vào quý 1 năm 2024. Tuyến tàu nằm trong quy hoạch phát triển đường thủy của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025 sẽ do công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc khai thác. Việc sớm khai thác tuyến tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo có phần phát triển giao thông vận tải và du lịch đường thủy giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc dự kiến chuyến tàu cao tốc Sài Gòn Côn Đảo đầu tiên khởi hành vào ngày 14 tháng Giêng, tức ngày 23 tháng 2 năm 2024. Tàu xuất bến từ khu vực cảng Sài Gòn Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đi Côn Đảo. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và Gia Lai về việc phối hợp tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán sắp thìn 2024 tại các sân bay cục hàng không lưu ý cần tăng cường phương tiện đón khách tại sân bay vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các cảng hàng không cùng với đó là ra soát yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải khác trên địa bàn như taxi xe công nghệ tăng thời gian hoạt động tăng số lượng các phương tiện đến cảng hàng không để phục vụ khách có nhu cầu đặc biệt là các hành khách trên các chuyến bay đêm cục hàng không cũng đề xuất các địa phương chỉ đạo các cơ quan đơn vị thanh tra kiểm tra công an địa phương phối hợp với cảng vụ hàng không cảng hàng không tăng cường công tác kiểm tra giám sát duy trì an ninh trật tự tại cảng hàng không kịp thời xử lý các tình huống phát sinh khẩn nguy bên cạnh đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan đến tình trạng xe dù lôi kéo hành khách ép giá khách và tăng giá vé trái quy định